12 đại tướng của quân đội nhân dân Việt Nam. 1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quê quán, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, người anh cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. 2. Đại tướng Nguyễn Trí Thanh, quê quán, xã Quảng Thọ, tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầu tiên và lâu nhất. 3. Đại tướng Văn Tiến Dũng, quê quán, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 4. Đại tướng Hoàng Văn Thái, quê quán, xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, tổng tham mưu trường đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. 5. Đại tướng Chu Huy Mân, quê quán, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đại tướng Hai Mạnh, mạnh về chính trị và mạnh về quân sự. 6. Đại tướng Lê Trọng Tấn, quê quán, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, Hà Nội tư lệnh trưởng của những chiến trường nóng bỏng. 7. Đại tướng Lê Đức Anh, quê quán, xã Lộc An, huyện Phúc Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đại tướng giữ chức vụ cao nhất, chủ tịch nước. 8. Đại tướng Nguyễn Quyết, quê quán, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, chỉ huy tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 tại thủ đô Hà Nội. 9. Đại tướng Đoàn Khuê, quê quán, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. 10. Đại tướng Phạm Văn Trà, quê quán, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, anh hùng của rừng U Minh. 11. Đại tướng Lê Văn Dũng, quê quán, xã Phong Mỹ, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đại tướng người Nam Bộ đầu tiên. 12. Đại tướng Phùng Quang Thanh, quê quán, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội, anh hùng đường 9 Nam là.